này họ mở cửa vào thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba, thì thứ bảy này mới mở cửa. Hôm nay chỉ đi dạo vòng vòng thôi. Đây có mấy cái bông này đẹp nha, nay mình chỉ đi dạo phía ngoài thôi. Ở đây là đậu xe chỗ này, có cái chỗ đậu xe ngay đây. Chim kêu líu lo luôn. Em vô Google em tìm thì nó nói cây này là cây chùm ớt thôi, chứ con không biết tên nó là tên cây gì nữa. Thứ bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba thì Adobe chỗ này nó mở cửa. Cái nhà đó đó, tuần thứ nhất với tuần thứ ba thì nó sẽ mở cửa cho người dân vô tham quan. Đây cái red room, anh cần đi red room á, có cần đi red room, vô red room. Hồi xưa mà có cái nhà như vậy là đẹp lắm rồi đó, quá trời nhìn là mê. Wow, đa số ở dưới vùng quê ở Việt Nam mình là nhà lá nhà chòi rồi đó. nhà quá đẹp, nhà mái ngói nè. Căn nhà này được xây dựng những năm 1820. Cái căn nhà này được xây dựng hồi năm 1820. Cái người chủ trang trại này họ chuyên về nông nghiệp, gia súc gia cầm á, chăn nuôi á. Thì đến năm 60 60 thì ổng 60 63 gì đó thì ổng mới donate cái 5 mẫu đất cho thành phố Costa Mesa. Thì cái này á, là được nằm ở trong cái donation đó. Thì năm 1966 thì người ta mới xây dựng nó lại. Đây cho đốt than ở đây. Đây có một số dụng cụ hồi xưa nè, mấy cái bánh xe ngựa nè. Cái nông cụ hồi xưa để đi làm việc á. Đây họ có để cái hình cái lịch sử của cái chỗ này cho người ta biết nè.
thứ bảy, tuần thứ nhất và tuần thứ ba họ mới mở cửa cho vô. Cái bạc nhỏ nhưng mà rất là dễ thương. Có mấy cây nấm. Nấm to ghê luôn á. Dạ nấm anh. Nó lúa với cỏ nè. Ủa ơi, giờ để ý với cỏ nhiều nấm lắm nha. Dạ. Cây trái nổ này. Nhưng mà như cái bông thì đâu có thấy cái trái nào đâu. À, cái này nè. Đây cái trái nổ này. Đây trái nổ này. À, đây có một chùm nữa này. Nó không sợ ha. Nó thấy em thôi đó. Thấy sao không thấy? Nó biết mình không đụng gì tới nó là nó đâu sợ. Vậy mà nó nói cây này cây trái nổ nhưng mà em đâu có thấy. Chắc nó chưa ra trái hả? Nó có hoa thôi hả? Đây con cho nó nè. Đâu con nè? Không không, con này nãy. Con này nãy anh chụp rồi.